Đó anh em. Nói chung là mình cảm nhận cái cây đây mình chơi được nha anh em. Thì đối với mình thì cây đây mình chơi được, còn anh em thì tùy ý anh em, mình không biết mọi người mỗi ý nữa, đúng không? Thì cây đây mình cảm thấy chơi được thì mình khai thác cái đây luôn nha. Thì cái cây đây cái lớn ở trên chạy xuống này, anh em thấy không? Rồi nó có rỡ chuột có bò ngang qua này. Đây. Hello, xin chào anh em. Lâu quá rồi nay mình mới quay lại đi ra khai thác phôi nha anh em. Thì bữa giờ mấy công việc đủ thứ hết, chứ làm mấy cái chậu đá. Thì hôm nay đi vừa đi kiếm đá mà vừa đi kiếm khôi phôi luôn. Thì mình cũng đã phát hiện một cái góc phôi đây. Ở từ đây qua đây rất là to nha anh em. Ừ. Thì hôm nay khai thác về cho anh em giao lưu. Thì anh em xem video thì ủng hộ coi cho mình nha anh em. Và ủng hộ kênh bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ kênh nha. Đó, hôm nay thì mình khai thác cái cây dúi đây. Đây cũng cụm rừng hay gì đấy, mình lên thì mình nếu con lên thì mình phá thớm mình biết cách thế nào mình mới làm được anh em. Bây giờ thì thấy vậy thôi, chứ còn chưa biết rừng hay là không rừng nha. Đó. Thì rất là lâu rồi đúng anh em. Chưa lên video. Hôm nay thì lên video. Hôm nay chắc mình đây nếu mà rảnh là tranh thủ cũng đi kiếm cây do anh em giao lưu ha. Rồi, anh em xem cái cây mình chuẩn bị đào rồi nha. Đây nha anh em. Ừ. Thì đây nếu mà rừng thì trời cũng đẹp nha anh em. Thiệt vời, thì nói chung là mình chưa moi gì hết, mình mới dọn ra gọn gọn thôi. Mình moi xuống thì nếu có đớt có đẹp thì mình quay lại cho anh em xem ha. Rồi, anh em chờ đợi mình nha. Đây anh em, thì mình moi lên rồi mà nha. Cái cây đây mình moi xong cái đây mà nó không có liên bờ nha anh em. Hình như hai thằng á. Hai thằng là khác nhau. Rất là tiếc luôn. Mà nếu có liền nó đi sâu lúc chứ chắc nó rỡ nhỏ đi ngang qua rỡ nhỏ nó ăn liền vào cho nó còn bờ to thì không có anh em. Còn cái cục bên đây nó cũng rất là xấu luôn. Nói chung là nó xấu. Thôi, mình xác định bỏ nha anh em. Đi kiếm phôi khác. Rồi, thấy anh em thấy không? Đi đào phôi không phải đơn giản nha anh em. Kiếm một cái phôi ưng ý để mình chơi thì không phải đơn giản. Mồi lên rồi không ưng ý thì buộc phải bỏ. Chứ đem về thì bán cho ai, đúng không anh em? Rồi, mình đi kiếm phôi khác anh em ơi. Đó anh em. Nói chung là mình cảm nhận cái cây đây mình chơi được nha anh em. Thì đối với mình thì cây đây mình chơi được, còn anh em thì tùy ý anh em, cho mình không biết mọi người mỗi ý nữa, đúng không? Thì cây đây mình cảm thấy chơi được thì mình khai thác cái đây luôn nha. Thì cái cây đây cái lớn ở trên chạy xuống này, anh em thấy không? Rồi nó có rỡ chuột có bò ngang qua này. Đây có bộ thân lớn lên và rất nhiều thân nhỏ mọc lung tung rồi nha anh em. Thì ở đây mình mới đào một bên thôi, còn một bên nữa thì mình tiếp tục đưa lên hết cho em lộ diện hết rồi cho anh em xem lại tác phẩm nó như thế nào nha anh em. Đẹp xấu anh em tự phán xét nha. Rồi ok anh em chờ mình sẽ được trên đây thì mình chưa dọn này. Nó hai thân lớn lên rất là đẹp, có mấy con tự nhỏ rất là đẹp. Thì lên mình mới chỉnh sửa lại coi nó dáng thớ nó như thế nào nha. Ừ, cái thân này nó như bắp chân anh em. Ừ, nói chung là cái bộ đây nó chạy ra là đẹp rồi. Cho lên một cái khay rất là đẹp. Rồi anh em mình đào lên rồi đào bên kia nữa rồi nó lộ diện nó hết rồi đưa cho anh em xem ha. Làm cái đầu quay tới đó cho anh em xem, dừng chân làm biếng quá. Ừ, hôm nay em chỉ đi một mình thôi anh em. Thì trật cái kia được cái này. Cái khu đây thì mình mới pha đi cái luống mới nha anh em. Lâu nay mình đi cái luống hướng bên kia, hôm nay là mình vừa đi tìm phôi mà vừa đi khảo sát thử khu này có dúi không. Không ngờ là khu này rất là nhiều dúi luôn. Còn đẹp xấu chưa biết chứ còn rất là nhiều dúi luôn. Đi dài bước chân là có dúi, dài bước chân có dúi nha. Đó, thì cái đây là gần cây nảy luôn này. Cách cỡ mười mấy mét thôi. Thì để mình đào đi nha anh em.
Wow, anh em thấy gốc sâu không? Gốc sâu cần điều không? Sâu nha anh em. Wow, sure. To, rất là to anh em. Cục vào đây, tù lù luôn. Bây vào đây một cái thân cốt rất là lên. Ở đây hai cành này. Gốc sâu. Wow, to, khủng khiếp. Rồi, quay gốc sâu, quay cho anh em xem cho vui thôi, cho con không có khai thác nha anh em. Mình chơi cái này không nổ đâu. Ok, cái đã về rồi nha anh em. Đây, cho anh em xem nha. Hai thân đây là nó cao đều nhau nha anh em. Thì anh em mai mốt giờ muốn ngắn hơn cây nào thấp hơn là tùy ăn. Hay là cho hai cây dài xong thủ dài cũng được nha anh em. Mẫu tử, huynh đợi rồi đấy anh em chơi nha. Có mấy con tử bên hông rồi đây, rất đẹp nha. Thì con chuột đây mình đỡ cái thân này nó đỡ cho nó dài ra. Thì mai mốt nó có lên con tử nữa cho nó đẹp cho anh em. Còn anh em không thích thì cắt bỏ bớt nha. Đó, thì anh em không thích thì bỏ bớt. Còn còn bây giờ mình cứ đỡ đây. Anh em mai mốt về tự xử lý nha. Cây thì giờ mình báo phân số cho anh em đi. Cây thì rỡ tơ rỡ cái rong rất là nhiều nha anh em. Mặt đây hơi tối nha anh em, nó ngược sáng. Cây dáng rất là duyên nha anh em, rất là đẹp luôn. Mặt đây mặt sau cũng đẹp nha anh em. Thấy không? Đây mà chỉ thấy màu bóng đen thôi chứ không có ánh sáng hơi tối mà nhìn vẫn đẹp. Đó. Nó có mấy tử bên hông rất là đẹp nha. Rồi mình báo thông số cho anh em luôn. Đây rửa tơ rất là nhiều nha anh em. Đó. Thấy rửa chưa? Ở đây thì mình đỡ nó có rửa tơ, ở đây rửa tơ nhiều cho nên mình đỡ cỡ đỡ cho nuôi nha nha, nó mạnh nha anh em. Mà muốn anh em mang sống khỏe là anh em cắt bỏ không sao hết. Còn dưới dàn đây rửa tơ rất là nhiều, điều mình đỡ thôi, còn cắt bỏ cũng được nha anh em. Rồi mình báo thông số cho anh em luôn ha. Chiều rộng của nó nha anh em, chiều dài nó nha anh em, từ đây qua đây là 80 nha anh em. Đó, còn chiều hành ngay đây là nó 30 này. Hành ngay đây này. Hành ngay cái thân này nha anh em là nó hành ở 30 nha. Còn hành của thân bên đây là nó 20. Đó, chỗ đây là nó 18 phân này. Hành ngay đây là 18 phân này, chỗ đây là 27 này nha nha anh em. Còn hành của thân bên tay phải đây là nó 32. Hành ngay đây nha, 32. Còn trên đây là nó 27 nha anh em. Đó, còn chiều cao của nó là nó 1m1 nha anh em, lên hết thân là 1m1. Còn bên con tử thì khỏi báo số con tử cũng được, nó một nửa cái đấy thì nó tầm số cái đấy tầm 60 anh em. Con tử này ở tầm chiều cao nó tầm 60 ạ. Đó, thì thông số anh em nắm bắt hết rồi nha. Cái đây thì đỡ cho anh em 500k không bao ship nha anh em. 500k không bao ship cho anh em. Để em chơi hai cái cây đây là chơi rất đẹp luôn. Rồi mình lên cây số 2 anh em. Đây là cây số 1 nha anh em. Rồi lên cây số 2. Rồi cây số 2 anh em. Cây số 2. Đó, trời dáng rất là duyên luôn nha anh em. Cây đây mình đỡ rất là rẻ cho anh em chơi luôn này. Mini. Hàng kia là hàng trung nha anh em, chứ không phải hàng mini đâu. Cây số 1 là hàng trung đó. Cây dáng rất là duyên nha anh em. Cây đỡ rễ cho anh em chơi, siêu tâm chơi. Đó. Dáng rất là dương luôn. Cây cò rất đẹp nha anh em. Rồi, báo thông số cho anh em ha. Cái hành cái đây nha anh em, 19 phân nha anh em. Đó. Còn hành cái đây là nó 18 phân này. Hành cái thân bên đây là nó 18. Còn chiều cao nó là nó 38 phân nha anh em. Chiều cao lên tới thằng đây nha. Từ mặt chậu lên tới đây, 38 phân. Chiều rộng nó từ đây qua đây, 30 phân. Từ đây qua đây, 30 phân nha anh em. Rồi, cái đây em báo giá cho anh em 150k không bao ship nha anh em. 150k không bao ship cho anh em luôn. Rồi, mình cảm ơn anh em đã đến video của mình nha. Anh em đem video thì cho mình một like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh nha anh em. Đó.
tạm biệt anh em nha, mình kết thúc video nha.